Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junien Supercar Vlog. Hôm nay thì mình sẽ lại quay cho các bạn một chiếc VinFast. Một chiếc VinFast với màu sắc tím mộng mơ cực kỳ lạ mắt luôn các bạn nhé. Đây là chiếc VinFast Lux SA 2.0 được chủ nhân Grab Decan, màu tím mộng mơ cực kỳ gọi là độc đáo luôn. Lần đầu tiên mình gặp một chiếc VinFast như một chiếc ô tô có ngoại thất màu này luôn các bạn nhé. Không phải là một chiếc ô tô có ngoại thất màu này, là một chiếc VinFast có ngoại thất màu này thì chính xác hơn. Đây là một chiếc SA 2.0 phiên bản tiêu chuẩn với bộ mâm tiêu chuẩn. Đó. Bộ mâm 5 chấu tiêu chuẩn. Không biết là ngoại thất màu zin của chiếc này là có màu gì. Tuy nhiên hiện tại thì đã được chủ nhân Grab Decan sang màu tím mộng mơ. Đây các bạn có thể quan sát màu tím mộng mơ này. Đó. Màu sắc tím trên chiếc VinFast Lux SA 2.0. Rất là độc đáo, rất cá tính luôn. Khả năng cao chiếc này chủ nhân là một nữ dân chơi thôi, không phải là một nam nhân mà chơi quả màu này thì nó lại gọi là cá tính quá các bạn nhỉ. Nó lại cá tính quá. Đây chúng ta sẽ cùng vòng lên trước nhá. Cùng vòng lên trước xin nữa. Để thấy màu sắc tím này, tím mộng mơ luôn nhá. Chiếc Lux SA 2.0. Đây là phiên bản tiêu chuẩn khá đẹp. Cận cái màu sắc này các bạn. Đó, màu tím này. Tím này hơi sáng nhưng phải là tím đậm các bạn nhé. Đó, hơi sáng một chút. Đó, mâm cũng đã được sơn sang màu xám này các bạn này. Không còn là cái bộ mâm màu trắng nữa mà là đã sơn theo màu trắng là màu xám rồi. Đây là bộ mâm kích thước 18 inch. À, 19 inch, xin lỗi các bạn, 19 inch lốp 255/50, lốp của Michelin. Đó, khá là xuất sắc luôn. Hiện tại Hà Nội thì có khá nhiều những chiếc VinFast được Grab lại màu sắc ấn tượng hơn. Xanh, đỏ, tím, vàng có hết luôn. Có màu hồng này, có màu tím này, màu xanh lá cây này, màu vàng này, màu đỏ này. Rất nhiều các kiểu màu khác nhau các bạn nhé. Đây cái trục gương cũng đã được sơn lại này. Chiếc này là chiếc bản tiêu chuẩn, tuy nhiên cũng có thêm option camera 360 độ các bạn nhé. Đây là một option đó là chủ nhân đặt thêm. Đó. Lux SA 2.0 thì thời điểm hiện tại với rất nhiều những gói khuyến mại được áp dụng vào thì giá bán nó chỉ còn là 1 tỷ 119 triệu đồng thôi các bạn nhé. Khoảng hơn 1 tỷ mốt. Các bạn đã có thể sở hữu một chiếc VinFast Lux SA 2.0 phiên bản tiêu chuẩn rồi. Khá đẹp luôn các bạn nhỉ. Màu này bao nổi luôn nhé. Bao không đụng hàng luôn. Chính hãng thì chưa có màu này. Tuy nhiên ở VinFast thì có một cái chính sách đó là đặt màu sơn theo tùy chọn các bạn nhé. Có rất nhiều những chủ nhân đã đặt cho mình những chiếc VinFast SA và những chiếc VinFast Lux A 2.0 có ngoại thất màu hồng cực kỳ cá tính, đó là màu sơn tại hãng luôn. Các bạn sẽ bỏ thêm một số tiền bao nhiêu đó mà mình không rõ và các bạn sẽ sở hữu một chiếc VinFast có màu sơn cực kỳ độc đáo tùy chọn theo sở thích của các bạn luôn. Đó, khá đẹp luôn. Hôm nay mình sẽ kết thúc cái video từ đây. VinFast thì thời điểm hiện tại đang khá là thành công và trong thời gian tới thì VinFast sẽ ra mắt thêm chiếc President. Có lẽ là trong vài ngày tới thôi sẽ ra mắt chiếc President được phát triển dựa trên chiếc VinFast Lux V8 đang được trưng bày tại nhà máy ở Hải Phòng. Chiếc President sẽ được trang bị động cơ V8 6.2 lít hút khí tự nhiên được chia sẻ từ GM, hộp số là hộp số ZF 8 cấp. Và chiếc Compression sẽ có chiều dài tổng thể là 5.146mm, dài hơn chiếc SA 2.0 này 206mm và còn dài hơn cả một chiếc Lexus Link 570. VinFast Compression V8 thì sở hữu chiều rộng là 1.987mm, cũng rộng hơn so với chiếc SA 2.0 này các bạn nhé. Đó là một số thông tin đầu tiên và VinFast đã tiết lộ đến người tiêu dùng. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang cũng như xe độc trên phố Hà Nội cũng như tại Việt Nam các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.